Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa thứ tư ngày 29 tháng 12 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Chương trình thời sự trưa nay chúng tôi xin chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Đoàn đại biểu Quốc hội giám sát việc thực hiện luật quy hoạch tại Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nhìn lại công tác thu ngân sách huyện Na Rì. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 28 tháng 12, đoàn đại biểu Quốc hội do đồng chí Hoàng Duy Trinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 của tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát tình hình thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Dự cuộc làm việc có đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Đinh Quang Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thực hiện luật quy hoạch, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã lập thẩm định và phê duyệt quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, lập thẩm định phê duyệt điều chỉnh và quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn theo quy định của pháp luật, ra soát ban hành danh mục quy hoạch tích hợp vào các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia, ra soát các quy hoạch hết hiệu lực, lập thẩm định phê duyệt điều chỉnh và quản lý nhà nước về quy hoạch sử dụng đất cấp huyện theo quy định của pháp luật về đất đai trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị đoàn đại biểu Quốc hội xem xét đề nghị Quốc hội sửa đổi một số điều khoản về điều chỉnh quy hoạch nông thôn, điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng, các cấp độ quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù, quy hoạch sử dụng đất và hoàn thiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch. Kết luận buổi giám sát, đồng chí Hoàng Duy Trinh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu các ý kiến kiến nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác quy hoạch để chuyển đến Quốc hội, các bộ ngành trung ương xem xét giải quyết. Đồng thời, đồng chí đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo quyết liệt hơn, coi công tác quy hoạch là nhiệm vụ quan trọng, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương, các ngành, không được khoán trắng cho đơn vị tư vấn. Sản phẩm quy hoạch phải đạt tiến độ và chất lượng cao nhất, bố trí nguồn lực để đảm bảo nhiệm vụ quy hoạch, làm tốt công tác tuyên truyền để nhân dân cùng tham gia. Cơ quan tham mưu cần tháo gỡ vướng mắc trong quy hoạch liên vùng. Chiều ngày 28 tháng 12, Hội Nhà báo tỉnh đã tổ chức lễ trao giải báo chí phòng chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính tỉnh Bắc Cạn lần thứ nhất năm 2019-2021. Giải báo chí phòng chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính tỉnh Bắc Cạn lần thứ nhất có 50 tác phẩm ở các thể loại báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử, dự thi. Các tác phẩm báo chí đã phát hiện, phản ánh, lên án những hành vi tham nhũng lãng phí tiêu cực, vai trò của đạo đức cách mạng và công tác giáo dục rèn luyện đạo đức cho cán bộ đảng viên, quần chúng nhân dân. Việc học và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, đấu tranh với những biểu hiện suy thoái đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên. Nhiều tác phẩm có sự đầu tư thể hiện sinh động, khai thác được thế mạnh của thể loại tác phẩm và loại hình báo chí. Đánh giá đúng thực trạng, phân tích nguyên nhân, nêu rõ vấn đề đang đặt ra, có giải pháp thực hiện. Tại lễ trao giải, ban tổ chức đã trao giải cho 14 tác phẩm, gồm 5 giải B, 9 giải C cho các phóng viên, nhà báo có tác phẩm tham gia cuộc thi. Nhân dịp này, Hội Nhà báo tỉnh Bắc Cạn cũng đã trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm 100 ngày đêm lao động sáng tạo, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh Bắc Cạn và tập thể cá nhân điển hình tiên tiến của hội năm 2021. Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, tuy nhiên với sự vào cuộc quyết liệt của địa phương bằng nhiều biện pháp cụ thể, huyện Na Rì đã hoàn thành vượt chỉ tiêu thu ngân sách được giao. Năm 2021, huyện Na Rì được giao thu ngân sách 18 tỷ đồng. Tính đến đầu tháng 12, toàn huyện đã thu được trên 21,5 tỷ đồng, vượt gần 20% kế hoạch. Trong đó các khoản thu đạt cao như thu lệ phí trước bạ, các khoản phí, lệ phí, xí nghiệp quốc doanh trung ương, v.v. Có được kết quả đó, ngay từ đầu năm, huyện Na Rì đã xác định được những khó khăn thực tế gặp phải. Chi cục thuế huyện đã thực hiện quản lý chặt các nguồn thu, chủ động, quyết liệt trong công tác đôn đốc thu nộp thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, thực hiện tốt công tác tuyên truyền về chính sách pháp luật về thuế. Do vậy, ý thức của người nộp thuế trên địa bàn huyện được nâng lên và thực hiện tốt nghĩa vụ thuế với nhà nước. Sẽ là thực hiện đầy đủ và đồng bộ, hiệu quả các chức năng, quy trình, quản lý, thuế. Tiếp tục thực hiện đơn giản hóa các thủ tục là hành chính theo các quy định của pháp luật, cũng được công khai minh bạch các quy trình thủ tục hành chính,
thuế là tại trụ sở là chi cục thuế mà thực hiện các chính sách hỗ trợ về thuế theo tháo gỡ khó khăn cho các cá nhân kinh doanh và các doanh nghiệp trong thời gian diễn ra dịch bệnh. Cùng với đó, địa phương bám sát, theo dõi, đôn đốc, xử lý các vướng mắc về thu ngân sách liên quan đến các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để đảm bảo kế hoạch thu ngân sách của huyện. Đồng thời, những tháng cuối năm, huyện Nari đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và huy động nguồn lực để đầu tư các công trình trọng điểm, từ đó thúc đẩy nền kinh tế phát triển, tạo thêm nguồn thu cho ngân sách. Huyện cũng phát huy vai trò của người đứng đầu mỗi địa phương, đơn vị trong việc chỉ đạo thu ngân sách. Trước hết là đối với từng đồng chí ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành của cấp huyện, cấp xã thì đều phải ý thức được rằng đây là cái nhiệm vụ chính trị của địa phương và đã được phân công thì phải bằng mọi cách động viên, tuyên truyền người dân và hướng dẫn gần như là cầm tay chỉ việc để cho các thôn bản, các xã người ta ý thức, nhận thức được rằng cái việc tổ chức thực hiện theo định hướng của cấp trên sẽ mang lại những cái hiệu quả, mang lại những cái giá trị cho địa phương, cho mình. Cho nên là chúng tôi cũng giao trách nhiệm cụ thể cho các đồng chí ủy viên ban chấp hành, ủy viên ban thường vụ để tổ chức thực hiện. Những kết quả tích cực trong thu ngân sách ở Nari cho thấy sự nỗ lực của chính quyền địa phương và các đơn vị sản xuất kinh doanh trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Đây chính là tiền đề để huyện Nari tiếp tục hoàn thành công tác thu ngân sách những năm tiếp theo, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Hôm qua, đoàn các cơ quan tỉnh đã tổ chức diễn đàn Tuổi trẻ các cơ quan tỉnh tự hào quê hương Bắc Cạn. Diễn đàn đã ôn lại truyền thống, quá trình xây dựng và phát triển tỉnh Bắc Cạn sau 25 năm tái lập, qua đó nhằm tăng cường giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đoàn viên thanh niên đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Trên tinh thần thẳng thắn, các vị khách mời đã trao đổi đối thoại, giải quyết thắc mắc cho đoàn viên thanh niên về những nội dung liên quan đến thanh niên Bắc Cạn. Các tham luận tại diễn đàn thể hiện khát vọng, niềm tin của đoàn viên thanh niên góp phần xây dựng quê hương Bắc Cạn ngày càng phát triển. Nhân dịp này, đoàn các cơ quan tỉnh dành tặng 10 phần quà, mỗi phần có giá trị 400.000 đồng cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn thành phố Bắc Cạn. Đến thời điểm này, huyện Ba Bể đã có 15 trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Theo quy định, để được công nhận đạt chuẩn quốc gia, các trường học phải đáp ứng 5 tiêu chí, gồm tổ chức quản lý nhà trường, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội, hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục. Trong những tiêu chí trên, khó khăn lớn nhất là huy động các nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị dạy học. Đối với huyện Ba Bể, nguồn ngân sách để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất còn hạn hẹp, việc vận động xã hội hóa hầu như không thực hiện được hoặc rất ít, dẫn đến tiến độ xây dựng trường học đạt chuẩn ở một số xã còn chậm. Nhiều trường học sau khi đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia, cơ sở vật chất không được đầu tư sửa chữa nâng cấp hàng năm nên xuống cấp, không đáp ứng yêu cầu phát triển của các nhà trường. Một số trường thiếu giáo viên bộ môn, thiếu cán bộ quản lý, trong khi đó việc thẩm định chính trị còn phức tạp nên chậm trễ trong công tác bổ nhiệm lãnh đạo quản lý. Năm 2021, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh thụ lý giải quyết 3 vụ việc có dấu hiệu tổ chức môi giới cho người khác nhập cảnh trái phép trốn đi nước ngoài. Quá trình thụ lý giải quyết đã khởi tố 2 vụ, 2 bị can, đang củng cố hồ sơ giải quyết 1 vụ, 1 đối tượng. Liên quan đến vấn đề xuất nhập cảnh trái phép, lực lượng chức năng đã phối hợp trao trả 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, xử phạt vi phạm hành chính 16 vụ, 19 đối tượng về hành vi qua lại biên giới không làm thủ tục xuất nhập cảnh với số tiền 65 triệu đồng. Lực lượng chức năng cũng đã tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho nhân dân về các quy định của pháp luật liên quan đến phòng chống xuất nhập cảnh trái phép, mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm, phương thức thủ đoạn và hệ lụy của hoạt động tổ chức môi giới cho người xuất nhập cảnh trái phép nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa. Tòa Nhân dân tỉnh Bắc Cạn vừa mở phiên tòa lưu động tại huyện Bắc Nạm xét xử vụ án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Hoàng Thị Đào, sinh ngày 15 tháng 2 năm 2000, có đăng ký hộ khẩu tại thôn Nà Đúc, xã Địa Linh, huyện Ba Bể, chỗ ở hiện nay thôn Khao Phảng, xã Bục Bố, huyện Bắc Nạm về tội giết người. Trước đó, vào ngày 21 tháng 1 năm 2020, tại nhà bị cáo ở thôn Nà Đúc, xã Địa Linh, huyện Ba Bể, do bực tức khi thấy con gái mới đẻ được 3 tháng 25 ngày tuổi quấy khóc, Đào đã dùng khăn vải xô quấn quanh cổ con và siết mạnh xuống giường làm con bị chết. Tại thời điểm phạm tội, bị cáo bị bệnh rối loạn tâm thần và hành vi nhẹ.
Do đó, tòa nhận định ở thời điểm này, bị cáo bị hạn chế về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Căn cứ vào các quy định của pháp luật, Tòa Nhân dân tỉnh Bắc Cạn đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Thị Đào 7 năm tù giam. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi những thông tin thời sự trong tỉnh. Bây giờ là bản tin trong nước và quốc tế của chương trình thời sự trưa nay.